Rạng sáng ngày 5 tháng 9, khi đang lưu thông cùng với một nam thanh niên thì xe máy chở theo nữ sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh va chạm mạnh với xe ô tô. Hậu quả, nữ sinh tử vong tại chỗ, nam thanh niên được đưa vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Theo đó, xe máy do nam thanh niên tên Đờ, sinh năm 2006, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển chở theo nữ sinh Đờ, sinh năm 2007, trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Khi đi đến đoạn qua địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, trên quốc lộ 15A, thì xảy ra va chạm với xe ô tô chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến nữ sinh Đờ tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên Đờ được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, song cũng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.